điều hành kinh mạch. Nếp mình trong ảo người mà sai như thấm ngàn chung rượu nồng, như trăng từng giấc nửa đêm nhớ chuyện giữa vào đời sông đường phố mang lên ồn ào quá vậy trời, ồn ào quá vậy, mở nhạc nhỏ nhỏ nghe cả lương chút coi. Trời ơi, Đức mới mua cassette rồi. Rồi bây giờ nhạc Mỹ nữa. Tắt. Thà tắt hết vậy đi. Vừa nhạc Thanh Thúy vừa cải lương vừa nhạc Mỹ nữa. Ồn ào quá trời ơi, bao nhiêu cái là hàng hóa đủ thứ mà bà mén đâu. Có ai thấy con mén không? Bảy ơi, con mén nhà chơi bên trong thêm. Phải đi đâu mà mén, trời ơi, nhà công việc đầy đầu mà. Thím Tư ơi, con mén nhà chơi bên ông Thím. Trời ơi, mén à, mén. Mén. Không có mén mà có bài trà được không? Chào Lai. Tên ta tên Lai. Tên Lai. Cứ Lai, Lai, Lai hoài à. Chào anh Bảy Trà Già. Trời ơi trời, Bảy Trà được rồi, đừng có già. Anh qua đây làm gì đây nè? Nè. Dê nữa phải không? Trời, dê đâu mà dê trời. Sữa dê, chứ không phải dê. Đem sữa qua cho hai mẹ con uống nè. Tôi nói anh rồi, anh đem sữa qua cho mẹ con tôi uống á, thì anh phải lấy tiền chứ. Không có lấy tiền tôi không có nhận đâu à. Lại, lại, lại. Nãy thì lai, bây giờ thì lãi. Không phải, tôi tức thiệt đó nha. Cái trái tim của tôi thì lúc nào cũng là lai hết à. Mà sao mà mở miệng ra nó cứ lai, 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 lai hoài. Tức ơi là tức kìa. Thôi, để sửa đó giùm tôi đi. À. Nè, cầm tiền đi nè. Lai, trời trời. Cái vậy? Tiền là rôm là rác lai. Quan trọng nhất là cái tình của tôi đối với lai đó. Đó, bây giờ mới kêu tên tôi đúng đó, Lại. Thì không Lại. Lại nữa à? Không phải, Lại không biết đâu. Tại vì cái đầu tôi lúc nào cũng nghĩ về Lại hết à. Tôi nghĩ tới mức độ đêm nào tôi ngủ tôi cũng nằm mơ thấy Lại hết. Có bữa tôi nằm mơ tôi thấy Lại bị bệnh, bệnh liệt dương. Hả? Mơ thấy tôi bệnh, bệnh liệt dương? Bệnh liệt dương. Liệt dương. Đúng rồi. Bệnh liệt giường phải không? Bệnh liệt giường. Giường. Đó, rồi tôi mới nấu carini cho Lai. Rồi tôi bóc cho Lai ăn. Lai đừng có sợ, người Ấn Độ tôi ăn bóc không à. Nhưng mà rất sạch sẽ, trước khi ăn có chùi tay đàng hoàng. Đừng có sợ Lai. Rồi có bữa tôi nằm mơ, tôi thấy Lai đang đi vậy à. Rồi bị một chiếc xe ba gác, đụng cái rầm văng lên trên trời, rớt được cái bẹt một cái đem bên vô bên giường. Ôi mơ gì mà ác dữ vậy? Không có. Có nhiều khi tôi nằm mơ một giấc mơ rất là lan man. Gì lan man? Giấc mơ lan man. Lan man? Lan man. Lãng mạn phải không? Lan man nữa. Tôi nằm mơ tôi thấy tôi là hoàng tử Alibaba. Ghê không? Còn lại là 40 tên cướp. Cái gì? Nói luôn, nói luôn. Tôi nằm mơ tôi thấy lại là công chúa Thorandot bị 40 tên cướp bắt vô trong rừng. Tôi mới chạy trong rừng tôi tìm lại. Lại đâu rồi? Lại ơi lại. Lại đâu rồi? Ồ lại đây rồi. You are.
lai. Lai du, sao du vô lai? Không được, tôi không nhận hoa đâu. Lai, lai không nhận thì bây giờ tôi nói thiệt với lai nè. Ngày hôm qua đó, tôi mới nhận điện tín của cha tôi nè. Cha tôi bắt tôi phải về Ấn Độ lấy vợ đó. Bộ nói vậy, anh Bảy thiệt tính bỏ cái xóm nhỏ mình đi hả? Thiệt đó, cha tôi bắt mà. Đi về bệnh lấy vợ hả? Thiệt, tôi đâu có muốn đâu. Thì nghe lời ba anh đi. Trời, lai lai lai, sao lại nói vậy lai? Nhưng mà tôi không muốn xa cái xóm nhỏ này lai. Tôi muốn ở gần lại để mỗi ngày lại có sữa tôi lại uống. Gì sữa của anh? Không phải sữa dê chứ phải sữa tôi. Nhận đi lại để có sữa mà bú lại. Không, tôi lòng. Không phải để con bé nó có sữa nó uống, sữa dê bổ lắm lại. Chịu đi lại. Bực mình. Nhắc lại. Con mén đang bực mình còn gặp anh nữa à? Hả? Ai làm lại bực mình? Ai làm lại bực mình tôi quýnh chết mẹ nó luôn. Thì anh với ai? Hả? Sao vậy? Mà tôi đã nói anh rồi. Tôi nói hoài à. Tôi ở vậy tôi nuôi con nè, cho con tôi nó đi ăn học. Thờ chồng tôi. Ở vậy suốt đời không có bước đi bước nào nữa hết trơn á. Trời. Bà nói bà không bước mà bà bước cả chục bước kìa trời. Ủa? Thì tôi bước lại nè. Thôi được, bước lại. Nói lại nghe nè lại. Bước thì bước, mà thờ thì thờ lại. Anh ở trên cao, anh nhìn xuống, anh thông cảm hai đứa mình mà lại. Nhớ lại. Tôi đã nói bước không đi có lại. Được đâu. Sao không được lại? Đã nói không được là không có được mà. Sao không được lại? Dù gì, tôi cũng là người phụ nữ Việt Nam mà. Trời! Lại nói gì lại, một người phụ nữ Việt Nam không biết yêu hả lại? Người phụ nữ Việt Nam yêu dữ dội lắm lại. Là thấy không, bà Trưng, bà Triệu cũng biết yêu về lại. Bà Trưng cũng có chồng, bà Triệu cũng có chồng vậy. Chồng của bà Trưng là ông Thi Sách, chồng của bà Triệu là ông... Ông gì? À, là ông Triệu. Thôi lại, đồng ý đi lại. Lại đồng ý đi lại. Bây giờ anh có ranh không? Rất ranh lại. Đi bò sưa dê đi. Lộn xộn hoài, nó nói hoài. Lại làm tôi bị quê. Nhưng mà lại, tôi gì? Đi. Lại ở lại ráng suy nghĩ nha. Chuyện gì? Bước thì bước, mà thơ thì thơ nha Lai. Mà đi đi mà, trời ơi. Lai. Mà đi chưa hả? Thơ thì thơ, mà bước thì bước cho Lai. Đi chưa? Lai. Nè, quên sữa nữa nè. Trời. Nói không được rồi mà cứ nói hoài. Dạm này la sợt mền la dặm xà ha. Thêm sườn. Chả là cây ai có tiền thì xin lên cắt. Không có cho là ngộ hổng tiền. Không có tiền cho ngộ trái tim. Cho ngộ tim rồi lấy chất luôn à. Trời sợt mền, sợt mền á. Kêu có tô hủ tiếu à. Mà từ sáng tới giờ mới có. Bộ đông khách có quên tôi luôn rồi phải không? Đâu có đâu, trời ơi, thương lệ dữ lắm á. Mới bưng vô cho người khác là bắt ăn tại chợ á. Thiếm ơi, từ hẻm vô có 200 nước à. Thiếm đi từ sáng tới giờ. Trời ơi, phải thông cảm cho ngộ chứ. Cái bàn chân ngộ bó từ nhỏ là nhỏ xíu à. Đi dài không có lượt, phải vừa ly vừa hát nó mới đi được. Phải là ai có tiền thì xin lắm cát à. Chứ chả là lỗ hết trơn vậy. Trời ơi, lau gội rồi. Bây giờ đây ngộ bưng ra, ngộ làm lóng rồi, ngộ bưng vô cho lại nha. Thôi, được rồi, thêm. Hả? Được tôi ăn, được rồi. Sao vậy? Gội tôi cũng ăn mà. Ngủi hả? Gội tôi cũng ăn. Ăn hả? Trời, lấy. Thêm bưng ra, bưng vô. Trời ơi. Ôi, cái gì? Tôi khỏi lâu, lần sau khỏi lâu nha. Cái này là việc dây trùng á. Ôi, Thiếm ơi, mà Thiếm có thấy con mén nhà đâu không? Đi xa, đi mua cái tô mì đi sáng luôn tới giờ luôn đó. Ủa, con mén là kêu có tô mì nó về liền rồi mà. Thiếm cũng thấy nó ngoài hả? Không có. Đi đâu ta? Ê trời đất ơi, con mén là hủ len lắm nha. Coi chừng nó bị bắt cóc cơ. Gì bắt cóc Thiếm ơi, ai bắt? Trời đất ơi, hả? Che lại ơi. Che lại không biết chuyện gì hết hả? Chuyện gì? Ngộ nè. Hồi xưa lúc mà ngộ còn nhỏ đó, ngộ bị bắt cóc á. Thiếm bị bắt cóc? À. Thiệt không? Trời đất ơi, cả
sao Mai cũng biết mà có mình Lỵ không biết hả? Chuyện này tôi chưa có biết nha. Kể tôi nghe coi thế này nói nghe là một mình Lỵ biết cái chuyện này thôi nghe. Nói thiệt ra đó, Ngọ đó gọi Từ Hy Thái Hậu bằng bà cô đó. Thím ơi, thím xạo quá thím ơi. Hả? Bà Từ Hy Thái Hậu bà có người con duy nhất à? À? Là ông vua Phổ Nghi. Ừ? Cung từng mỹ nữ nhiều lắm nha. Đúng vậy. Bất lực. Hả? Con bất lực của con. Mụ chơi hả? Mụ chơi. Trời đất ơi, tội nghiệp quá ha. Cứ tưởng tượng coi là trời đất ơi, coi như là cung vua và vua vậy ha. Ở ngoài là thái giám ha, ở trong vua mụ chơi ha. Cung tần mỹ nữ đó chẳng có làm cái gì. Để ngó chơi. Hả? Để ngó chơi vậy đó mà. Trời đất ơi, nó dòm nó chảy nước miếng thôi hả? Mà thôi thím ơi, hả? Chuyện này cả thế giới ai cũng biết, mà sao biết thím biết rồi lúc đó thím đâu? Thím đâu ra thím nói tôi nghe coi. Trời đất ơi, từ từ đi, Ngộ kể cho bạn nghe nè. Đây nè, bà Từ Hy á, ai cũng biết hết á. Nhưng bà Từ Hy có một bà em gái, cái bà này xấu quắc cả, không ai biết hết trơn á, tên là Từ Tốn. Từ Tốn? Dạ. Bà Từ Tốn có 5 người con trai. Rồi. Ngộ là cháu lội của cái người con trai út tên là Từ Từ. Trong khai sanh Ngộ là Từ Trần. Từ Sương. Đây là dấu tích hoàng tộc còn trên người Ngộ nè, thấy cái chân bó nhỏ xíu không? Lẹ. Nào. Bó rồi đó hả thím? Bó rồi. Bự dữ vậy. Hả? Bự hả? Bự hơn chân tôi nữa nè. Trời đất ơi. Nhiều khi nó bó lộn á, thay vì nó bó bàn chân nó bó cái cẳng làm giống xí quách quá trời à. Thôi, thiệt là nó. Mà như vậy là hoàng tộc đó phải không? Hoàng tộc lặng quằng đó. Hoàng tộc đó phải không? À, vua chúa đó. Để qua Việt Nam bán mì Hoành Thánh chi ạ? Ông có lý đó nghe là để kể cho nghe. Cái thời hồi xưa đó, nước Trung Hoa nó loạn lạc lắm á. Cái gia đình Ngộ mới chạy giặt biết không? Rồi. Cái chạy giặt cái ba Ngộ lói bụng á. Cái nói Ngộ đi ra ngoài hẻm mua mì cho ba Ngộ ăn. À, cái bọn cướp nó nhìn thấy cái chân Ngộ nó biết là con vua chúa nè. Vậy nó bắt cóc Ngộ, nó lòi tiền chuộc. Trời. Mà ba Ngộ là người Tàu đó. Nó chỉ thương con trai, nó không có thương con gái. Nó kệ ừ. Mẹ Ngộ à. Trời. Nó để bọn cướp bắt luôn vậy á. Kỳ quá ha. Xong rồi bọn cướp bán rẻ Ngộ cho gia đình chú Thần á. Gia đình chú Thần không có con. Ẩm Ngộ vậy nè. Cái đi tìm đường làm ăn buôn bán. Cái leo lên cái tàu là chèo tàu qua, chèo tàu lại, chèo qua chèo lại. Cái tới cái nước Việt Nam á. Cái lúc tới nước Việt Nam á nha, cái bước xuống vậy, gia đình Ngộ có 3 người mà đi bằng tàu, nó gọi ba tàu từ đó đó. Trời ơi. Nói thiệt. Đúng rồi, biết rồi, tin rồi. Nhờ thím mà tôi mới biết lịch sử ba tàu nha. Trời ơi, nói thiệt mà. Thiệt vậy à. Đó là gia đình chú Thọ thương Ngộ như con vậy á. Cái chuyện, cái bí quyết coi như là lấu hoành thánh mình đó. Lẽ cái tài sản là cái xe mình ở ngoài lầu hẻm đó. À. Nghe bà nói nghe là tội nghiệp lắm. Ông ba ruột của Ngộ đó. Vậy sao hối hận qua muốn đón Ngộ về tàu. Vậy à? Mà Ngộ đâu chịu về đâu. Sao vậy? Ở Việt Nam quen rồi. Nó vui quá. Xóm mình vui muốn chết à. Ngộ không có về, ở luôn đây nè. Chị à? Bây giờ á, coi như là 3 ngày ăn xì dầu là 1 ngày ăn nước mắm á. Thiệt á. Trời à. Vui chết. Nói trời đất ơi, vô đi trời ơi. Thảo xẹt, thảo xẹt. Trời ơi, nó ngủi bây giờ thảo xẹt. Nguội nó cũng nguội rồi. À? Thiệt, nghe thím nói bắt cóc tự nhiên lo quá à. Ôi trời đất ơi. Hả? Cái con mẹ này. Sao vậy thím? Trời ơi, con nó chưa về mà dám ngồi ăn mì hả? Trời ơi, con mẹ là ác ôn quá à. Không có vậy. Thím ngó nhà giùm tôi. À? Tôi đi ra hẻm tôi coi nó một vòng coi sao có ra đâu, xong rồi tôi về liền. Đi dễ dạ nha. Thím mẹ ở đây nha. Ngọ còn buôn bán á. Tôi đi, tôi biết rồi, tôi về liền nha. Dạ, tôi về liền. Ngọ chạy không có lượt nhanh đâu nha. Trời đất ơi. Tội nghiệp cái xô mì nó nguội và tội ghê á. Giống như là công tật. Lại ơi, lại An Bái Trà, nǐ shàn qǐ hǎo bā? Chào chị hai cung ba. Hả? Chào Bái Trà già. Hả? Ngộ là có tên lằng quằng á nha, lâu phải là cái con ba con lít nó quay vòng vòng mà nói chị hai con ba. Bây giờ chị cho tôi có 2 cái chân của chị coi. Đây nè. Đó. 2 cái chân của chị nó y chang như 2 cây cung ba vậy đó. Mỗi lần chị đi cà quẹt vậy không 2 cung ba chứ 2 cái gì bà. Trời đất ơi, cái vậy là không có biết cái gì vậy là thăm cung bí sử à. Trời. Bà đừng có nói tôi bà là cháu của Hoàng Châu Cá Cách nha. Hey,
Hoàng Châu Cách Cách là thím dâu của ngọ. Trời, thím dâu bà là Hoàng Châu Cách Cách à. Chắc tôi cháu ngoại có ông ghen đi bên Ấn Độ quá. Thôi đi anh Bãi ơi, trời đất ơi, cháu ngoại gặn đi ở bên Ấn Độ cho rồi đi qua Việt Nam được thổi vắng làm gì, được bán sữa về nữa chứ. Sợ quá à. Thôi thôi bà lanh qua đi, bà lanh qua đi. Vậy sao bà không ở bên tàu, bà làm Hoàng Châu Cách Cách đi, bà về đây bán hủ tiêu. Trời ơi, không nói chuyện với anh Bãi thôi đó. Tôi mệt, bà ồn ào quá à. Ồn cái gì bà ồn. Trời ơi. Sao nói bà tàu là ồn. Thôi, lai lai. Lai lai, về chưa lai. Suốt ngày là lai không à. Lai. Anh Bãi. Gì? Ba tàu tôi gọi là anh thất á. Gì? Dập lại lá. Bà nói nhỏ nhỏ đừng nói lớn nha. Nói nhỏ vậy lằng quằng tới đây nói nghe lẹ. Gì đây? Anh Tải. Ờ. Lắp lại lại sợ là quẳng sợ là sủ lè phẳng lằng ha ha. Lãnh sàng lặng tặng luồn tuần luồn phẳng gạt chưa sạc ha ha. Lại lại sẵn lằng tuần lằng phẳng lằng sàng lằng tho chè. Sẽ có chưa? Xin cô mà xin xin bây giờ mấy anh xin ông bây giờ ông xin ông xin không hiểu gì hết. Trời ơi, tôi là người Ấn Độ nói tiếng Việt không hiểu rồi mà nói tiếng Tàu ai mà hiểu? Mà nói tiếng gì đó? Ngộ nói ngộ còn không hiểu ai hiểu được. Trời ơi, trời ơi, trời, vụ gì? Không có bị là nói xấu người ta, không dám nói tiếng Việt. À, mà nói cái gì mà nói xấu? Nói nè, suốt ngày anh phải qua cái tiệm con lại hoài à. À. Nói nghe là lừng có thương con gái Việt Nam. Trời ơi trời. Hả? Con gái Việt Nam ngồi bọc đống dưới đây mà nói xấu con gái Việt Nam ha? Không có đâu, tôi chưa có nói hết. Tôi lấy con gái Việt Nam nó hủ len lắm, lừng nó nói nó vào lên nó quánh tôi thấy mẹ bây giờ á. À. Nghe sao? Ý là đó là con gái Việt Nam á, nó lâu rồi ăn không có ngon. Ê, sao nó không ngon nó lại, nó sao nó không ngon? Con gái Ba Tàu nó lâu rồi ăn mới ngon. Việt Nam con gái nó cho ăn canh xôi không mà, còn Ba Tàu nó cho ăn canh hầm. Canh xôi là canh gì? Là nước canh nó sôi, nó bỏ dao cho nó bắt ăn liền, không có bỏ. Còn Ba Tàu nó lẻ cái nồi là nó cho xăm vô, nó cho thuốc bắc vô, nó cho gầu pín vô nha. Nó hầm ba ngày ba đêm nha, nó dâng một chén canh nha, uống vô là thức tới sáng ôm cái quần chạy vòng vòng á. Hey! Trời ơi thôi 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 thôi. Bà đừng có suối bậy nha. Tôi đang ở một mình uống nước sẫm tối sáng cái quần chạy vòng vòng làm cái gì? Lì lái á. Đâu có lái lá mát, lái hoài à. Trời ơi thôi 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 thôi, bà suối bậy suối bạo mà tôi mệt quá. Tôi đang kiếm lại nè. Lai lai. Thầy cái lại hoài à. Về chưa lai? Nó đi tìm con đó rồi. Hả? Con sao tìm? Con lại bị bắt cóc rồi. Hả? Cái gì? Hả? Con men bị bắt cóc. Con men bị bắt cóc thiệt ha? À đúng rồi á. Nó bị bắt cóc rồi đó. Trời đất ơi trời. Tôi nói ra là đúng rồi đó, làm cái gì dữ vậy? Con mén nó bị bắt cóc rồi, con lại nó đau khổ lắm á. Nó chạy ra ngoài đường, trời ơi, tắt nó bay bay giống như là mùa thu lá bay vậy đó. Trời. Nước mắt nó chạy giống dòng sông ly biệt rồi đó. Nó xấu quá, nó không có đẹp bằng họ đâu. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, tại sao bà không nói sớm? Để tôi kiếm con mén về, không phải lại khổ. Không được à, trời ơi, ngộ bỏ cái tiệm lâu quá rồi, bây giờ ấy, ngộ về ngộ lóng cửa tiệm vô rồi ngộ đi tìm con mén cho. Tìm vô một cái, lẹ 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 nha. Hay lai có tiền thì xin lém cát nha, không có cho lại ngộ không tiền. Lai 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 đi tìm con bé bị bắt cóc, bà mua tao xét ha. Con chân nó bó, hãy mua mới lên lượt. Trời đất ơi, chân bà bó ha. Tôi cho bà chạy luôn nè. Chạy gì? Hey, trời đất ơi, hey, không có lượt. Nghe cái này nghe. Trời đất ơi, trời đất ơi. Trời ơi, bà này bắt khùng. Trời ơi, bà này bắt khùng hay sao trời? Lai ơi, Lai, đâu đâu Lai? Có trong hẻm này không Lai? Lai ơi! Bà Lai ơi, bà Lai. Lai có nhà không? Lai ơi, Lai. Bà nói tôi mà muốn khui hụi kỳ này mà. Mà bà phải cho tôi biết bà bỏ bao nhiêu tôi mới khui cho bà được chứ. Trời ơi, cho tôi biết là bỏ bao nhiêu rồi sao tôi khui cho bà Lai? Bà ra đâu tôi nói chuyện bà chút coi. Bà Lai. Ủa? Bà Lai. Má mày lọt, má mày lọt. Trời ơi, tôi liệu. Quên, ba mày liệu. Trời ơi. Bà làm tôi hết không? Hello. Hả? How are you? Anh bảy rắn. Hey. Bố nghe thôi rắn lâu rồi. Em quên, sorry, no sita wear. Hả?
No Sitawe là gì? Là không sao đâu á. À, không sao đâu là No Sitawe. À. Mà anh Bảy nè. Hả? Sao bỏ nghề thổi rắn uổng vậy? Thổi ngay gần chết luôn. Tại hồi còn trẻ, còn hơi, thổi rắn nó còn lên. Về già hết hơi rồi thổi hoài rắn nó không lên. Cho nên đổi nghề. Tội nghiệp quá. Vậy thì giờ cho em chào lại nha. Hello, how are you? Anh Bảy dê. Hey, trời ơi trời, tôi bán sữa dê mà kêu dê hoài à. Sữa dê. Giỡn cho vui thôi. Lại nó mất tiêu rồi. Tôi quên nữa. Trời ơi, nãy giờ tôi quên. Con men bị bắt cóc rồi. Men bị bắt cóc? Con men bị bắt cóc rồi. Trời ơi, thôi đi ông ơi. Nhạn lại nghèo thấy mồ luôn, bắt cóc nó tiền đâu mà chủ mà bắt cóc. Trời ơi, không phải, trời ơi, thiệt đó, con men bị bắt cóc rồi. Nãy giờ lại đó. Con mẹ. Cái miệng bà sao vậy? Bà làm ơn nhả cục cao su trong miệng ra giùm tôi ngay. Đàn bà con gái mà ăn cao su nhai nhốt nhép khó ưa quá. Trời, sao học dục gói vô làm gì? Nó còn ngọt. Lát em ăn tiếp. Trời ơi trời. Trời đất ơi, tôi có sợ ba luôn á. Con men nó bị bắt cóc rồi. Anh nói con men bị bắt cóc. Con men bị bắt cóc rồi, nãy giờ lã như khùng khùng điên điên. Tóc chạy như dòng sông ly biệt, khóc như mùa thu lá bay. Anh nói thiệt thôi hả? Thiệt. Con men bị bắt cóc. Ừ. Mén ơi là mén ơi, cô mới thấy con ngày hôm qua mà bây giờ bị bắt cóc rồi. Trời ơi, lá vàng chưa rụng mà lá non rụng rồi. Ê, Tam ơi, Tam. Tam rụng rồi. Nó chưa chết. Chưa chết, là cái gì mà rung? Nó bị bắt cóc. Vậy là không đúng. Bị bắt cóc rồi. Ủa mà tại sao bây giờ anh còn ngồi ở đây? Trời ơi, đi tìm nãy giờ nè. Đi kiếm phụ con lại đi. Bây giờ tôi đi kiếm nha. Nói thương nhỏ mà bây giờ còn đứng đây làm sao đi kiếm đi. Nhưng mà khi nào lại về nói là tôi đang đi tìm nha. Được rồi ông ơi, trời ơi, đi tìm phụ con lại đi. Trời ơi, chết rồi, con mẹ bị bắt cóc rồi. Trời ơi, mẹ người là mẹ tội nghiệp của mẹ. Trời ơi, lá vàng chưa rụng mà là... Không phải. Trời ơi, tô mì ai để đây ngon lành dữ vậy nè. Nguội ngắt không ăn uống. Tôi đang đói bụng, tôi chơi luôn. Anh phải trả thôi. Anh phải trả. Thêm sao? Không có 7 có 8 được không? Trời đất ơi, Lan tìm phải cộng 1 vô chi vậy bà lại? Bà làm gì bà đeo cái bông trên đầu thì ghê vậy? Hả? Cái này tự nó lỡ trên lầu tôi á. Trời ơi. Qua đây chi đây? Nghe là anh Bảy đâu vậy? Anh Bảy đi kiếm con Lài rồi. Kiếm con Lài làm cái gì vậy? Con Lài bị bắt cóc. Hả? Trời đất ơi. Con Lài bị bắt cóc rồi. Con Men là bị bắt cóc hả? Ừ, con Men bị bắt cóc rồi, bà không biết chuyện gì hết hả? Trời sao Lý biết vậy? Trời ơi, tôi thấy rõ ràng mà. Lý thấy rõ ràng. Ừ, tôi thấy nó rõ ràng bị bắt cóc rồi. Trời ơi, thấy nó trắng hay nó len, nó lẹp trai hay nó lẹp gái, nó lạ hay nó quen, nó thấy nó làm sao? Thấy cái bóng không à? Trời ơi, thấy cái bóng mà làm như thế, cái lá bà lội ơi. Trời ơi, cái chuyện mà bị bắt cóc con nít nó xảy ra hàng ngày mà bà không biết sao? Đây nè, tôi nói cho bà nghe nha. Con Quế Lé đó, nó kể cho con Ba Lùng. Con Ba Lùng nó kể là cho con Tư Hồ. Cái con Tư Hồ nó kể là cho tôi. Tôi nó thấy rõ ràng mà. Là con Lé. Ừ. Nó kể cho con Lùng. Ừ. Con Lùng nó lại kể cho con Hồ. Ừ. Con Hồ nó kể cho Lị. Đúng rồi. Lị kể cho Ngọn à. Phải rồi. Như vậy là đúng rồi. Con bé nó bị bắt cóc tiệt này. Trời ơi, con bé nó hủ len lắm á. Trời ơi, nó bắt cóc, nó bẻ tay, bẻ chân, nó bắt sang Lâm Giang, nó cho đi ăn mày á. Không phải đâu. Tôi không nghĩ vậy đâu bà ơi. Tôi nghĩ là con mé nó đẹp đó. Tụi bắt cóc á, nó bắt về nó nuôi tới lớn á. Rồi nó cho đi làm cà phê đó. Sao Thắm biết vậy? Tôi biết sao không biết. Tại vì hồi nhỏ tôi cũng giống con mén rồi đó. Tôi cũng đẹp giống con mén rồi đó. Bởi vậy nên bây giờ tôi mới... Biết rồi. Biết bây giờ làm cái nghề gì rồi á? Làm gì? Làm cà phê chứ gì. Thôi đi bà. Bậy bạ không à? Tôi đâu có đi làm cà phê. Tôi đi làm sợ Mỹ.
quên hoài à. À, quên sợ Mỹ hả? Ừ, tôi làm sợ Mỹ. Sợ Mỹ có gì vui không vậy? Trời ơi bà ơi, bà ngồi xuống đây tôi kể cho bà nghe chuyện trong sợ Mỹ nha. À, tôi làm trong sợ Mỹ đó. Coi vậy chứ cũng đàng hoàng lắm nha bà. Có mấy ông Mỹ dễ thương mà đàng hoàng lắm. Có cái ông á, ông tên là John. Ừ, ông thích tôi lắm. Nhưng mà tôi chưa có chịu đâu bà. Trời đất ơi, nói nghe là cái ông cho là không chịu lị đó. Giới thiệu cho ngọ ngọ chơi ha. Trời ơi, thôi thôi bà ơi. Bà nhìn lại bà kìa. Sao? Người ngợm mà vậy mà làm sao ai mà chịu, phải đẹp như tôi mới được. Là sao tung bác là cực khổ là xấu rồi. Chứ hồi nhỏ là ngộ lẹp lắm luôn á. Lẹp mới bị bắt cóc. Con mới bị bắt cóc rồi. Trời ơi, chị Tám. Trời ơi. Hay trời ơi, trẻ ơi, trẻ ơi. Hai người làm gì khóc dữ vậy? Bắt cóc. Ai bị bắt cóc? Con mén. Con mén bị bắt cóc hả? Hồi nào? Bỏ đâu? Nó đẹp quá, nó tụi bắt cóc, nó đem về, nó nuôi tới lớn, nó cho đi làm cà phê đó. Trời ơi, nặng quá trời ơi, nặng quá trời ơi, bà lỡ đi, tắm lỡ đi, trời ơi, tôi đi. Tôi không lỡ đâu, nè nè, cái chân mày nhỏ xíu, mà chạy gì đấy, tôi đỡ, tôi chạy, trời ơi, trời ơi, bỏ tôi bên chứ hả? Lại trái ơi, là trái lì sắc xì hậu ba, lưỡi sẽ làm bật lắm thì lão hồ ta, lưỡi sẽ sắp lắm làm trồn ai, lưỡi lắm thì lão có trẻ. Tỉnh rồi, nói chưa? To dữ vậy? Hả? Trời ơi. Mà dù con mén đâu cho chết rồi. Thôi tình tỉnh đi. Rồi nhiều khi nó bắt cóc đi làm ca ve, nó có nhiều con trai. Trời nó vui ơi, sao? Mén ơi là mén. Tưởng nó đâu bây giờ, sao bây giờ? Hả? Tìm ra con mén rồi, nó đâu, nó đâu? Tìm ra mén rồi nhưng mà nó bị sao? Nó mà nó bị sao? Con mén không bị sao chứ. Nó đâu? Anh bảy. Anh bảy. Tiếp sườn rồi. Anh bảy anh nhào vô, anh ta nhảy từ cướp để anh cứu con mén ra đó tiếp. Mà từ cướp nó đông quá thì nó có tới 40 đứa lần. Anh đánh được có lại đâu. Anh bị nó giọng một cái, nó tá một cái, rồi nó tắm một cái. Bây giờ anh gãy tay rồi, anh gãy luôn cái chân luôn rồi. Giờ không biết làm sao nữa. Chết rồi. Hả? Anh bảy chết rồi hả? Hả? Anh bảy chết rồi hả? Hả? Anh bảy chết rồi. Trời ơi, lá non còn trên cây mà lá vàng rụng rồi. Trời ơi, anh bảy chết rồi. Anh bảy chết rồi Lài ơi. Bảy anh chết rồi. Trời ơi, nghe anh bảy quá. Nhắc xô quá trời. Chết rồi. Cứu con mén. Vì cứu con mén mà ra nông nổi vậy. Chết rồi bây giờ sao? Hai tiếng. Không biết chứ. Anh có tỏ tình với tôi mà tôi nỡ từ chối ảnh. Trời đất ơi. Tỏ tình với lại là không nể mặt họ hả? Thôi bà cho ơi, chết con chạy chết mà tội nghiệp quá đi. Trời đất ơi. Ủa? Anh bị trời dạ. Anh có sao vậy? Rồi con mén đâu? Con mén nó chơi ở ngoài, nó chơi ở ngoài đó. Nó đi hái me. Ôi, đã dặn không có được hái me rồi. Nó đi hái me mà ai nói bắt cóc vậy? Mà bị sao anh, bị sao đây, có sao không, bị sao vậy? Tại hồi nãy con men á, nó leo lên cây me, nó leo lên được mà nó xuống không được. Tôi mới leo luôn, tôi bồng nó xuống. Bồng xuống rồi tôi thấy trên ngọn me nó có chùm me. Thấy ngon quá, tính hái cho Lai ăn. Nhưng mà con men nó nhỏ, còn tôi bự quá. Vừa leo lên cái rắc, cái nó rôn vậy nè. Nó chơi trước á. Lôi về quýt quýt cho bài cây. Lai. Trời đất ơi, đừng có la nó. Lai, nó biết sợ, đừng có la nó. Thôi Lai, đừng có ra, để tôi ra, tôi giật nó vô. Trời ơi, làm con làm cái mà cứ chửi bới nó hoài à. Đã giặt không có được hái me rồi. Ai cho? Lai, tôi quýt cho một cái. Đừng, nó sợ rồi. Có sao không? Bậy ơi, đừng có la quá mà. Đừng sợ nha con. Có ba đây, đừng sợ. Lon, chú, đừng sợ nha con. Qua đây, nè, tôi nói cho Lai nghe. Hồi nãy nó biết sợ lắm rồi. Nó ngồi lên cây me, nó nhìn tôi, nó thấy tôi nó mừng lắm. Nó mới la lên, nó nói chú ơi, cứu con với chú. Con muốn về với má con. Rồi tôi bồng nó đem xuống dưới đất rồi mà nó vẫn còn sợ, nó ôm tôi cứng ngắc à. Rồi tôi mới hỏi nó nè mén. Tại sao con đi đâu mà con không nói má con nghe, má con đang lo ở nhà kìa. Rồi Lai biết nó trả lời làm sao không? Nó nói là nó muốn leo lên cây me để nó hái một ít me đem ra chợ kiếm tiền mua sách phụ với má con. Nghe mà đứt ruột không Lai.
Lai à, Lai có biết là có nhiều đêm á, tôi lái xe đi ngang nhà Lai đó, tôi nhìn vô nhà của Lai, tôi thấy hai mẹ con cứ sống lủi thủi với nhau như vậy hoài. Bây giờ tôi hỏi Lai nè, bình thường thì thôi, mà nếu mà có chuyện gì xảy ra thì hai mẹ con như thế nào đây? Lai à, tôi thấy bây giờ đã đến lúc Lai cần có một cái chỗ để mà nương tựa rồi Lai. Còn tôi, con mình ơn à. Ê vợ. Đúng, hai chị nói đúng. Tôi ê, ê rồi. Ê rồi, ê. Ê rồi. Cho nên bây giờ tôi phải về Ấn Độ. Ấn Độ để nghe lời cha tôi lấy vợ. Nhưng mà quên nữa. Trước khi đi, tôi muốn nói với Lai cái này. Hồi nào giờ đó, cái gì tôi trao cho Lai, Lai cũng từ chối. Tình của tôi trao cho Lai, Lai cũng không nhận. Lai, nhận đi. Rồi sữa của tôi cho Lai, Lai cũng không nhận. Lai, nhận đi. Bây giờ, trước khi tôi đi, tôi muốn Lai nhận cái này. Tôi muốn Lai nhận cái chùm này của tôi. Chùm gì? Chùm me. Hồi nãy rang hai chùm me đem về cho Lai. Me đầu mùa, nó hơi chua chút xíu nhưng mà Lai rang nhận nha. Đây là cái tình của tôi trước khi tôi đi, tôi trao cho Lai đó. Lai à, bà nói cái gì đi? Bà nói đi. Ngộ ai lì à? Trời ơi, tôi kêu con Lai nói là tôi kêu bà nói là bà ái ổng, ông ái ngại. Bây giờ tôi khổ bà quá. Cái này nói giùm bà, ông nói tôi nói giùm bà à. Trời bộ, anh Bảy tính về Ấn Độ thiệt hả? Thì ba tôi bắt mà tôi đâu có dám cai đâu. Bên tình bên hiếu. Éo le quá. Bộ về lấy vợ thì hả? Thì phải lấy vợ thôi. Ba tôi biểu sao tôi dám cai. Bên hiếu bên tình ngàn trái quá. Không hề kỳ này anh cãi ổng lần được không? Hả? Trời ơi trời. Lai nói gì Lai? Lai biểu tôi cãi ba má tôi ha? Không sao anh Bảy à, không sao, không được cũng không sao. Đúng rồi, đâu có được đâu, ba má anh mà. Làm sao cãi cha mẹ được, cha mẹ lặt trên đầu là cha mẹ kêu vợ lấy vợ thì về đây lấy không được, lấy tôi cho vậy đây. Trời ơi, về Ấn Độ thôi cha. Trời ơi, vợ thế. Thôi lên đi. Hai bà lanh quá. Ai nói cãi không được? Cãi được. Lai, cãi cái vụ gì chứ cãi lấy vợ cha tôi không có la đâu Lai. Tôi cãi lần này Lai ơi. Không hay anh Bảy à. Hả? Chuyện mình thôi để tính sau đi ha. Còn mấy cái me này tôi nhận, chua thiệt chua tôi cũng ăn mà ha. Ăn nghe chua nghe bà. Pét rồi, pét rồi. Con Lai nó có bầu rồi đó. Con trai à. Con mén sắp có em rồi. Hay là con trai hay con gái ta? Con trai. À đúng rồi. Tại vì có một đứa con gái rồi à. Bây giờ đẻ thêm thằng con trai là hết sảy bà thấy không? Để làm con trai lớn lên học võ giống Lý Tiểu Long, Lý Quách Cướp á. Đánh cái tụi mà bắt cóc á. Đúng rồi á. Thầy Thiến Tâm nói cái gì vậy? Nói về em của con mén á. Mén có em hồi nào? Nó sắp có em trai rồi á. Ở đâu ra? Bà có bầu rồi kìa, ăn me chua đó. Tôi hiểu rồi. Hả? Ai á là người nói mén bị bắt cóc? Sao là cha nói vậy trời? Rồi cái ai á nói là
anh Bảy bị chết. Đây nè. Cũng bà này nói nè chứ ơi. Rồi giờ chứ ai nói tôi có bầu? Cái này nói trước à? Mày cười trước rồi. Không ai biết nhiều chuyện. Thôi thôi thôi, là đừng có la. Hai bà cũng kỳ ghê. Tôi ở một nhà, bà ở một nhà. Có bầu nhau cho tôi là quỷ quá. Nhưng mà thôi, bà nhiều chuyện nhưng mà vì thương mình, dòng xóm, bà con lối xóm quan tâm tới nhau, nhiều chuyện như vậy không sao. Thôi bây giờ về nha. Tối nay tôi mời hết tất cả mọi người tới rạp hát Long Phùng coi phim Ấn Độ có phụ đề tiếng Việt Nam. Thôi đi, đi vô lại thế giới quánh tài đi. Trời ơi, đi vô rạp Quốc Thanh coi show Trần Nhân Trạch đi. Rồi, đi đâu cũng được hết, hai đứa tôi bao cho. Thôi anh Bảy ơi, trời đất ơi, bán sữa dê nghèo thấy mẹ luôn, thấy bao cho. Đúng rồi, cái xóm mình ai cũng nghèo hết trơn á, thôi không có cần ai bao ai hết trơn á. Bây giờ tôi đề nghị cái này nha, không mấy mình chơi kiểu Mỹ đi. Kiểu Mỹ là sao? Tiền ai nấy trả. Rồi ok, Salem.